khu di tích Xẻo Quýt mới vô cổng. Ba đứa, đứa già hai đứa trẻ. Đó. Thằng đó đi vô miễn phí đó. 40.000 vé nó đi miễn phí. Chim kêu cả. Cỡ cái tre này đẹp không? Đó, tôi trồng ớt rồi, đi vô đây đi. Đi vô kiếm ăn trước đi. Giờ trưa đó bụng rồi. Hả? Ừ. Thôi khỏi giờ để quay phim luôn rồi. Cái gì? Nó làm cái đập á, làm cái cho nó không sạc á, sạc lỡ. Ủa có xuồng có. À, không lẽ mình tự chèo trời. Không biết nữa. Mấy thằng rạch ở đằng sau để nó sâu không chị? À. Có ba người, ba cha con đi chung à. Ở đây ăn món gì ngon chị? À. Ngồi yên đi mấy chú. Ôi đã không đã, im ngồi im đi phê phê. Này thường thường đi vòng vậy là cỡ mấy trăm mét chị? Cỡ 1,5 cây. 1,5 cây số hả? Khoảng 25 phút. À. Nay nghỉ hè nè dẫn mấy nhỏ đi nè. Từ nhỏ tới lớn về mấy này chắc mới đi đầu tiên xuồng á. Ở trên Sài Gòn cho nó. Đã không bọc. Ngồi không dám nhúng nhích. Dạ. Hồi xưa ở vị trí này nó cây có nhiều không chị? Nhiều. Bây giờ nó chết bớt á. Chứ hồi xưa thì nó âm trầm hơn. Ba đựng nước thử đi. Ừ. Em sẽ thử đựng nước luôn. Thử đi. Để tay lên. Hồi xưa chắc nó tùm hơn giờ. Để tay lên nhập. Vào cua 90 độ. Ba chắc chữa được cái xuồng á, vô chữa nhiều lắm được. Ừ.
thấy nó im bộ. Cá đó cá lèm kìm, cá đang cá lèm kìm cỏ nhỏ xíu á. Này chim kêu dưỡng hú. Cái tay vô bộ. Đó. Nhìn gốc cây không? Nhìn con cầm vô trong mép trong à. Ừ đó mà nhìn đó. Phải nhớ cái lấy cây để quay phim theo ha. Quên à. Lấy tay vào bột. Trong đây đi im phân phát đã cày rồi. Ở khu này là nó có tờ tường bao ranh quanh luôn hả chị? Cái người dân ngoài người ta vô đây người ta cắm cầu được không chị? Không, cái con này khu gì cắm rồi chứ. À. Tao cho vô đây đánh bắt cá gì trong đó. Khu bảo tồn. Cái này có điều kiện. Bây giờ là nước này là nước nước lớn hay nước rộng rồi chị? Nước này là mình giữ lại. À. Cái nước rộng là ra hết rồi. Nước này như nước lớn mình cho vô rồi mình giữ lại. Con kèm cầm bên trong là nó không có ra được cái... nó mới trúng cái tay còn. Đây giống đi trong hàng quá. Hai bên chùm lại. Mình mở cửa tới mấy giờ mình đóng chị? 8 giờ đến 4 giờ rưỡi. Vậy là mình đi trong trong thời gian hoạt động. Mình làm đây vậy là mình ăn lương hàng tháng hả chị? Ăn theo vé thôi. Theo vé hả? Một vé tôi mua 25 ngàn thì chị hưởng được 12.500. Trời đất ơi. Bình thường mấy ngày bình thường đông không chị?
ở đây mà đang đi gì nó nhảy vào một cái chắc té đang quấn. Thì có ông nội nào nhảy ra cái tao sợ xỉu. Ba bèo rồi. Con kêu quất quất, có phải con quất không chị? Vậy hả chị? Ba cho con đi đại. Hai năm vừa rồi đâu có đi đâu chơi đâu, ở nhà không, bị bệnh dịch quá. Còn số ít à chị ơi, ai mà giống như có sức đề kháng mạnh á thì còn sống thôi, còn ấy quý quý là đi hết. Trên cái sớm của em mở thì nó chết la liệt cho bụng. Nói chung mình người nào mà có cái bệnh tì, đại đa số là chứ không phải là nói riêng, đại đa số người nào có bệnh nào bệnh nền á là dễ đi lắm. Cũng có một số người rất là mạnh khỏe cũng đi như thường, do số ít. Đó hả? Cái cây lao sậy gì con ơi. Ở cây trước mặt cái lao bự bự nè, cây bên bác nè, đó. Ở chị ba này có nào gặp thấy rắn nó bò bò không vậy? Nghe khoái khoái cái gì đâu sợ, rắn mà gặp dượng hai mày là lên dĩa. Nhà mình có ruộng vườn gì không chị? Vậy gì? Ồ, cá. Cá là bột. Vườn nhà mình trồng gì chị? Ổi. Vậy anh nhà anh chăm vườn hả? Dạ. Vườn mình đây có vườn nào bán không chị? Cái đất này là cái
À là có đường đi vô kìa, cái hầm à. À, nếu mà đi bộ là đi à, đi bộ là đi vòng vòng cho mấy cái cầu nãy mới chạy qua không vậy? Hôm nay đi nếu mà không thuộc đường đi buổi trời chưa ra khỏi. Chụp tấm là nhiêu? À, chụp tấm làm cái niệm đi. Mở đi con. Cái gì đó. Có châm châm rừng nữa kìa. Mới thấy. Đang xây dựng gì vậy? Bình nó rã vậy, mấy cái hố này nó phải dính dính liền nhau, tàu B52 nó rải sát lắm. Ông nội mày không xấu lớn cũng chết rồi, B52 thổi chết rồi. Là không có tao cũng không có mày luôn. Mấy đứa đi tham quan. Ừ.
hết một vòng. Rồi tới bến. Đây là trong khu di tích Xẻo Quýt. Rồi đi hết một vòng ở đây mình thấy là có một cái mô hình nuôi lăng quăng. Rồi. Đó, nuôi lăng quăng ở đây đây. Lăng quăng nó cũng bơi vòng vòng trong mấy cái ống phiểu này nữa. Đó, nó quay ra. Ở bên đây thì nó hơi đen nên mà không thấy rõ. Mô hình thì nuôi lăng quăng hết sức là phổ biến. Đó, thấy không? Đây là Xẻo Quýt nha. Công cuộc đi hái bình bát mà thằng kia thì nó bỏ cuộc rồi đó, thằng mập yếu xìu nè anh bác nè, rồi mở coi đó, yếu xìu ngồi đó kìa, xìu bình bát quá chừng nè, hồi hái đại mấy trái đi quá trái già già mà hai không được, trái nó ấy lắm, nó non quá ăn đâu được. Cái non mẹ ơi. Nó rụng la liệt. Đây hết nè, đằng kia rụng quá chừng.